Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đồ đệ của ta đều là trùng phản diện của tác giả Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bồng. Tập 175. Chương 1741, các chủ chỉ điểm. 5 ngày sau, trong một hạp cốc, đoàn người Ma Thiên Các dừng chân nghỉ ngơi. Nhan Chân Lạc kiểm kê lại số lượng tài nguyên thu hoạch được rồi bẩm báo: "Các chủ, 5 ngày nay chúng ta thu hoạch được 3 viên mệnh cách chi tâm của thú vương, 15 viên mệnh cách chi tâm cao đẳng, 58 viên trung đẳng và 120 viên hạ đẳng cùng một số thiên tài địa bảo." Lục Châu gật đầu, thu hoạch không tệ, mệnh cách chi tâm của thú vương hơi ít. Khổng Văn đứng gần đó cũng lên tiếng: "Chúng ta xuất phát từ Mê Vụ Xâm Lâm, vẫn luôn di chuyển ở rìa bên ngoài nên số lượng hung thú gặp phải không nhiều. Trừ khi tiến vào khu vực bên trong, nhưng nơi đó quá nguy hiểm." Suy cho cùng, Lục Châu không chỉ có một người mà còn phải lo cho cả Ma Thiên Các, đi ở khu vực bên ngoài vẫn an toàn hơn nhiều. "Có ai bị thương không?" Lục Châu hỏi. "Chỉ là một số vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại." Lục Châu gật đầu, chắp tay đi tới khe nứt bên dưới hạp cốc, cảm giác khe nứt sâu không thấy đáy bèn cau mày nói: "Bí ẩn chi địa cũng có loại hạp cốc thế này." Khổng Văn cười đáp: "Đúng là rất ít gặp, hạp cốc này chỉ xuất hiện ở khu vực bên ngoài, đi sâu vào trong bí ẩn chi địa sẽ không thấy nữa. Tương truyền việc đại địa phân tách cũng bắt nguồn từ đây mà ra." Đại địa phân tách, ban đầu đại địa vốn là một thể, không có cửu liên tồn tại. Về sau đại địa xuất hiện các loại khe nứt, từ từ phân tách thành cửu liên. Lục Châu nghi hoặc hỏi: "Bên dưới hạp cốc này là nước sao?" "Việc này không ai biết được, có lẽ là thế." Lục Châu ném một khối đá xuống khe nứt, rất lâu sau đó cũng không truyền lại tiếng động nào. "Nếu cửu liên hình thành bởi vì đại địa phân tách, vậy có phải khe nứt này đại biểu cho có một lục địa mới đang hình thành?" Lục Châu hỏi. Khổng Văn giật mình, không ngờ các chủ cũng giống như Thất Tiên Sinh, thích nghiên cứu mấy chuyện kỳ bí này. "Thứ cho thuộc hạ vô tri, mấy chuyện này nằm ngoài tầm nhận biết của ta." "Không sao, nếu mà lão Thất ở đây..." Lục Châu nói một nửa rồi im bặt, không nhắc tới nữa. Dù là giữa trưa, bí ẩn chi địa vẫn ngập trong mê vụ không thấy ánh nắng. Thái Hư ở tít trên cao, ngăn trở nhân gian. Đây mới là nguyên nhân bí ẩn chi địa không thấy được ánh mặt trời. Lục Châu thở dài nói, tuy tu vi thuộc hạ không cao nhưng cũng có thể nhìn ra một việc. Thái Hư tuy cao cao tại thượng, nhưng rốt cuộc vẫn phải lấy nhân loại làm gốc. Chỉ là thọ mệnh chúng ta quá ngắn so với bọn hắn nên mới không nhận ra thôi. Khổng Văn nói, lời này khiến Lục Ly chú ý, cũng tham gia thảo luận, cách nói này rất thú vị. Giống như tu hành giả chúng ta chẳng hạn, sẽ không ra tay với phàm nhân bởi vì bọn họ là căn nguyên của tu hành giới, là nguồn máu bổ sung cho chúng ta. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân Thái Hư muốn duy trì cân bằng tại Cửu Liên. Khổng Văn gật đầu, đúng vậy, nhưng Thái Hư cũng sẽ đi diệt trừ những nhân tố uy hiếp đến địa vị của bọn hắn, một đám người tự cho mình là đúng. Lục Ly nói, không đứng ở vị trí đó sẽ không hiểu được hành vi của bọn hắn. Nếu có một ngày ngươi ngồi xuống vị trí kia, có lẽ ngươi cũng sẽ làm như vậy. Lời này khiến Khổng Văn nghẹn họng, không thể phủ định. Từ xưa tới nay các vương triều đều không ngừng đi theo cùng một vết xe đổ. Chỉ hy vọng chúng ta sẽ không biến thành loại người mà mình chán ghét nhất. Khổng Văn đáp, Lục Châu ngồi bên cạnh gật đầu, không phát biểu ý kiến. Lúc này, Hoa Vô Đạo từ xa đi tới, khom người nói, các chủ, có việc gì? Mấy năm nay ta khổ tu lục hợp đạo ấn, cũng đã sử dụng tứ phương cơ thuần thục, xem như là có chút thành tựu. Cho nên, Hoa Vô Đạo ấp úng nói, ta muốn mời các chủ chỉ điểm thêm một chút. Đám người nghe vậy lập tức nảy sinh hứng thú, tụ tập lại quan sát. Hoa trưởng lão, ông muốn bị ăn đòn sao? Chiêu co đầu rụt cổ của ông đúng là lợi hại, nhưng rơi vào tay các chủ thì. Phan Ly Thiên cười nói, Phan trưởng lão, ta đương nhiên hiểu rõ. Chỉ là nếu không phá thì không xây được, nếu không có cao thủ chỉ giáo, ta mãi mãi cũng không thể tịnh tiến. Hoa Vô Đạo đáp, Lãnh La chắp tay nói, dám khiêu chiến cường giả là tốt rồi. Đám người gật đầu, bọn hắn tự nhận mình không dũng cảm tới mức này. Thỉnh giáo các chủ, đúng là tìm đường chết. Lục Châu gật đầu nói, tốt, để cho công bằng,
lão phu sẽ ép tu vi xuống còn 3 mệnh cách. Hoa Vô Đạo khom người nói, đa tạ các chủ. Hoa Vô Đạo lui về sau, dưới chân xuất hiện hình bát quái, 10 tự ấn lóng lánh kim quang theo thứ tự lượn vòng bay ra, tứ phương cơ phi hành quanh người hắn. Lục Châu chủ động tấn công, một trưởng đại vô úy ấn đánh tới. Đám người đã quen nhìn thấy Lục Châu dùng một trưởng đập chết người khác, ai nấy đều run lên, theo bản năng lùi về sau một khoảng. Trong lòng Hoa Vô Đạo cũng rất khẩn trương, dùng toàn lực ngăn cản trưởng ấn. Oanh! Cương khí va chạm văng ra tứ tán, Hoa Vô Đạo lùi về sau 3 bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Lục Châu khen ngợi, không tệ, lực phòng ngự đã gia tăng rất nhiều. Đa tạ các chủ khích lệ, Lục Châu lại đánh ra một trưởng thứ hai, tuyệt thánh khí chí. Oanh! Cương khí tung hoành, đám người đồng thời gọi ra cương khí hộ thể ngăn ở phía trước. Hai chân Hoa Vô Đạo lún sâu xuống đất, lục hợp đạo ấn chỉ xuất hiện một chút chấn động, không bị ảnh hưởng gì. Hoa trưởng lão, lợi hại nha! Mạnh Trường Đông vỗ tay nói. Lục Châu lơ lửng giữa không trung, lại lần nữa xuất trưởng. Đại Kim Cương Luân Thủ Ấn. Kim sắc trưởng ấn này còn nhanh hơn mấy trưởng ấn trước, Hoa Vô Đạo vừa mới thở dốc đã tiếp tục nâng tay chống đỡ. Lần này lục hợp đạo ấn bị đánh tan, Hoa Vô Đạo lăng không bay ngược ra sau. Đám người cạm lời, các chủ thật là hiếu thắng nha, trưởng ấn vừa rồi không giống như là 3 mệnh cách. Đám người không ngừng nghĩ bụng nhưng, trên mặt vẫn mỉm cười như trước. Lục Châu đáp xuống nói, có biết ngươi thua ở chỗ nào không? Chương 1742, sáng tạo cái mới. Hoa Vô Đạo đứng lên khom người đáp, trưởng ấn cuối cùng của các chủ không mạnh bằng 2 trưởng ấn trước nhưng lại có thể đánh tan lục hợp đạo ấn. Nói rõ chiêu này của ta có hạn mức nhất định, đánh với thiên giới bà sa rất khó có thể thắng nổi. Đám người lại câm nín. Hoa trưởng lão quả nhiên là lão nhân tinh, vỗ mông ngựa thật chuẩn nha. Lục Châu gật đầu nói, nếu đối thủ là Bách Kiếp Động Minh, lục hợp đạo ấn kết hợp với tứ phương cơ có thể ngăn cản mọi đòn tấn công. Nhưng trong thiên giới bà sa, chiêu này quả thật vô dụng. Hoa Vô Đạo xấu hổ vô cùng. 2 năm nay ta vẫn luôn tìm kiếm điểm đột phá, đáng tiếc. Vẫn không có manh mối. Lục Châu chắp tay nói, trên đời vốn không có sẵn đường. Người đi nhiều mới tạo ra đường. Chư Hồng Cộng vỗ tay nói, thơ hay. Soạt, đám người quay đầu nhìn hắn. Cái này mà gọi là thơ sao? Chư Hồng Cộng gãi đầu, xấu hổ cười nói, ý ta là, sư phụ nói một câu bừng tỉnh người trong mộng, lời vàng ý ngọc, vô cùng chí lý. Hắn càng nói giọng càng nhỏ, khiến người tỉnh ngộ. Hoa Vô Đạo nghi hoặc hỏi, ý các chủ là sáng tạo ra cái mới. Lục Châu chậm rãi nói, phương thức tu hành của Kim Liên giới không giống Bát Liên còn lại. Chúng ta là nơi duy nhất có khả năng chạm Kim Liên, không bị Kim Liên ước thúc. Vì thế trên con đường tu hành cũng không cần đi theo lối mòn, mà phải tìm kiếm lối đi thích hợp với bản thân mình. Thích hợp? Hoa Vô Đạo suy ngẫm. Những người khác đầu gật gù đồng tình. Lục Châu nhấc tay nói, ví dụ như Hồng Liên không thể biến Hồng Diệp thành kiếm, nhưng Kim Diệp lại có thể. Kim Liên cỡ nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay Lục Châu. Hắn vung tay, một mảnh Kim Diệp vọt về phía cự thạch, chém nó ra làm đôi. Lục hợp đạo ấn cũng thế, không cần phải câu nệ giữ vững giàn khung. Chẳng hạn như, Lục Châu cất bước đi về phía trước, mỗi bước chân lại sinh ra một tự ấn. Càn, khôn, sinh, tử, thủy, hỏa, hữu, cô, ti, hợp. Không ngờ Lục Châu vẫn tiếp tục bước tới, tự ấn mới vù vù xuất hiện, càn. Lại đi thêm một bước, tự ấn thứ 12 hiện ra, khôn. Tự ấn thứ 13, sinh. Cứ thế tự ấn tiếp tục sinh ra, tử, thủy, hỏa, hữu, cô, ti, hợp. Hoa Vô Đạo kinh ngạc đến ngây người. Đám người Ma Thiên Các đang quan sát cũng ngẩn ra. 24 tự ấn. Hoa Vô Đạo thất thanh hô lên. Tuy nói là phá vỡ hạn chế, sáng tạo cái mới, đề thăng hạn mức cao nhất của chiêu thức, nhưng vừa làm đã đề thăng thành 24 tự ấn có phải là quá khoa trương rồi không? Phan Ly Thiên đưa tay lên dụi mắt. Lục Châu lắc đầu nói cho đúng là không có hạn mức cao nhất. Hắn tiếp tục cất bước, lại một vòng thập tự ấn mới bay ra. Lục Châu gia tăng cước bộ, bước đi như bay, vô số tự ấn bay vòng quanh thân hắn, cuối cùng sắp xếp lại thành một hình cầu chặt, chẽ không một khe hở. Mãi cho đến khi Lục Châu đi tới trước mặt Hoa Vô Đạo mới dừng lại, nói thêm một lần nữa, không có hạn mức cao nhất. Kim Liên đã phá vỡ trói buộc,
cần gì phải tự hạn chế bản thân. Tu vi và thiên phú có hạn, nếu đến cả tư tưởng cũng bị giam cầm thì chính là ngu không ai bằng. Lục Châu thả tay xuống, chắp ở sau lưng. Vô số tự ấn từ từ bay ra tứ phía như kim sắc hồ điệp, nơi nó chạm vào, cây cỏ vách đá đều hóa thành tro bụi. Chỉ một lát sau, xung quanh đám người đã hóa thành đồng không mông quạnh. Chỉ điểm kết thúc, Lục Châu thản nhiên nhìn về phía Hoa Vô Đạo. Hắn biết Hoa Vô Đạo đã minh bạch đạo lý này, trong mắt đối phương có tia lĩnh ngộ. Có thể công, có thể thủ. Nói xong, Lục Châu xoay người đi về chỗ cũ. Trầm mặc một lát, Hoa Vô Đạo mới run run mở miệng, một lời của các chủ, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Thụ giáo, thụ giáo. Lục Châu nhìn về phía đám người, khẽ hỏi, còn ai có nghi vấn không? Bản tọa sẽ dốc lòng chỉ điểm. Phốc, Chư Hồng Cộng đột nhiên nhào về phía trước, lảo đảo té xuống đất. Hắn mộng bức, chấn kinh, biểu tình trên mặt không rõ là hưng phấn hay phẫn nộ. Chư Hồng Cộng quay đầu cắn răng nói, ai đẩy ta đó? Lục Châu nghi hoặc, có người đẩy ngươi. Ách, không không không, là đồ nhi muốn thỉnh giáo sư phụ. Chư Hồng Cộng lập tức thay đổi thái độ, cười đáp. Lục Châu hài lòng nhìn Chư Hồng Cộng. Ngươi rời xa vi sư khá lâu, vi sư đúng là cần phải kiểm tra thực lực của ngươi một lần. Đứng lên đi. A, không cần kiểm tra đâu ạ, đồ nhi nhận thua. Chư Hồng Cộng cười híp mắt nói, sư phụ cứ chỉ điểm đi, đồ nhi sẽ ghi nhớ thật kỹ, bảo đảm một chữ cũng không sót. Lục Châu lắc đầu nói, giao thủ xong mới có thể nhận xét. À, Chư Hồng Cộng khóc không ra nước mắt, buồn khổ đứng lên, chậm rãi gọi ra pháp thân. Ầm, pháp thân vừa ra, Lục Châu đã tung trưởng như băng sơn địa liệt. Chư Hồng Cộng phát ra âm thanh như heo bị chọc tiết, bay ra ngoài. Sư phụ, đồ nhi còn chưa chuẩn bị tinh thần mà. Ra tay bất ngờ mới có thể áp chế địch. Lục Châu nói, sau đó lại tung ra trưởng ấn. Ba trưởng liên tục bay ra đánh vào pháp thân Chư Hồng Cộng. Chư Hồng Cộng còn không có cơ hội đáp xuống đất đã lại bị đánh bay. Lục Châu đánh Chư Hồng Cộng phải kêu cha gọi mẹ. Hắn không hề có chút lực chống đỡ nào, chỉ có thể cầu xin tha thứ, sư phụ tha mạng. Sư phụ tha mạng, thật vất vả mới tìm được một cơ hội đáp xuống đất, Chư Hồng Cộng lập tức quay đầu bỏ chạy nhanh như chớp. Đám người xấu hổ, chỉ có thể im lặng. Lục Châu không để ý tới bọn hắn, trở về vị trí cũ ngồi chờ. Lát sau, Chư Hồng Cộng như quả cà dập ủ rũ quay trở về. Sư phụ, người toàn lực ứng phó như vậy đồ nhi sao có thể là đối thủ? Đến ngón tay út của người đồ nhi còn không đỡ nổi. Chư Hồng Cộng bực tức nói, vi sư chỉ dùng một thành thực lực. Lục Châu nhàn nhạt đáp, a. Chư Hồng Cộng kinh ngạc nói, một thành thực lực đã khiến đồ nhi chạy trối chết, cảm tưởng như sư phụ dùng toàn lực tấn công ấy. Nếu người thật sự nghiêm túc đánh, đồ nhi đã tan thành cho bụi mất rồi. Đám người Ma Thiên Các nghẹn lời với hắn. Các bạn đang nghe chuyện đồ đệ của ta đều là trùm phản diện của tác giả Mưu Sinh Nhâm Truyền Bồng tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1743, Đế Nữ Tang. Lục Châu khẽ nhíu mày, bí ẩn chi địa nguy cơ tứ phía, thời gian là thứ quý giá nhất. Vi sư đang dạy ngươi tu hành, ngươi thì làm cái gì? Chư Hồng Cộng lập tức quỳ xuống hô, đồ nhi biết sai. Ngươi biết mình thua ở điểm nào không? Chư Hồng Cộng lắc đầu. Lục Châu nói, về điểm này ngươi phải học tập nhị sư huynh của mình. Tự tin là điều vô cùng quan trọng, vi sư chỉ sử dụng một thành thực lực, ngươi lại e sợ mà từ bỏ chống cự. Nếu sau này gặp phải kẻ cố làm ra vẻ, chẳng phải ngươi sẽ thua rất thảm hay sao? Chư Hồng Cộng gật gật đầu, sư phụ dạy phải. Lục Châu tiếp tục nói, đối mặt với cường địch, lòng tự tin và năng lực phán đoán rất quan trọng. Tu vi ngươi không yếu nhưng lại chỉ có thể phát huy một nửa thực lực, sau này phải tự mình kiểm điểm đi. Nha, Chư Hồng Cộng là người khai thập nhất diệp rất sớm, chỉ sau Ngu Thượng Nhung. Quanh năm hắn tu hành ở Hoàng Liên Giới, hưởng thụ tài nguyên hơn xa người khác, việc khai thập nhị diệp cũng chỉ là vấn đề về thời gian. Lui ra đi, Lục Châu nói. Chư Hồng Cộng lập tức lùi sang một bên. Lục Châu liếc mắt nhìn đám người, còn ai không? Đám người đưa mắt nhìn nhau. Kỳ thực đây là một cơ hội cực kỳ hiếm có, khắp thiên hạ này ai chẳng mong được các chủ Ma Thiên Các chỉ điểm cho. Chỉ là, phương thức chỉ điểm này thật sự rất đau nha. Phành phạch, phành phạch. Trên không trung truyền đến âm thanh của hung thú phi cầm,
Đám người lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy từ phía xa có hơn triệu con bạch hạc đang bay lướt tới. Đám bạch hạc không lớn, chỉ cỡ thân thể con người, nhưng số lượng lại rất nhiều, mang lại cảm giác như bão đang kéo đến. Đám hung thú cường đại trông thấy đàn bạch hạc cũng phải chủ động tránh né, đi vòng qua. Lúc này đàn bạch hạc chỉ cách đám người Ma Thiên Các khoảng 100 mét. Thật là đẹp. Tiểu Diên Nhi vỗ tay, hưng phấn nói. Tiểu Tổ Tông ơi, vật càng xinh đẹp thì càng độc đó. Xuyệt. Khổng Văn ra hiệu cho Tiểu Diên Nhi đừng gây ra động tĩnh. Vì sao chứ? Đàn bạch hạc này sinh sống trên một gốc tang thụ. Tương truyền nhị nữ nhi của Xích Đế học đạo với Xích Tùng Tử, tu luyện thành thần, hóa thành bạch thước làm tổ trên tang thụ. Thấy nữ nhi biến thành bộ dạng này, Xích Đế rất khó chịu, bèn đến gọi nàng xuống. Nàng không chịu, thế là Xích Đế hỏa thiêu tang thụ, buộc nàng phải xuống đất. Rốt cuộc nàng bị thiêu chết trên cây, từ đó cây này được mệnh danh là Đế Nữ Tang. Khổng Văn giải thích xong, khẽ than, về sau, nàng trở thành một trong thập đại thần thi, xếp hạng thứ ba, thần thi. Tiểu Diên Nhi vốn đang hiếu kỳ, vừa nghe tới đoạn thần thi đã rụt cổ lại. Hải Loa nói, Xích Đế hung ác quá vậy, ngay cả nữ nhi của mình cũng thiêu chết. Khổng Văn nói, có rất nhiều chuyện không thể chỉ xem bề ngoài, chuyện gì cũng có chân tướng của nó, chỉ là người ngoài không biết được thôi. Phành phạch, lúc này, một con bạch hạc từ trên không trung lao xuống. Khổng Văn tròn mắt hô lên, các chủ, chúng ta mau trốn đi. Vì sao phải trốn? Vu Chính Hải hỏi, không có thời gian giải thích. Xin các chủ tin tưởng ta. Con ngươi Khổng Văn co rụt lại, hấp tấp nói. Lục Châu nhìn con bạch hạc đang lao vọt về phía đám người, toàn thân nó tắm trong một loại năng lượng quỷ dị, bèn nhấc tay trầm giọng nói, định. Thời chi xa lậu rời khỏi tay Lục Châu, rơi xuống mặt đất, năng lượng điện bám vào lực lượng thiên tướng khiến uy lực gia tăng gấp bội, định trụ toàn bộ đám người Ma Thiên Các. Lục Châu khẽ mặc niệm thần thông vô lượng thần ẩn, thân thể chập chờn trong suốt, năng lượng bao phủ lấy đám người tựa như một quả bong bóng che kín khí tức toàn thân. Con bạch hạc kia lao xuống hơn 10 mét, cúi đầu quan sát một lúc rồi lại bay trở về. Nó dung nhập vào đàn bạch hạc, tiếp tục bay về phương Bắc. Lục Châu nhìn thấy trên lưng một con bạch hạc dài đến mấy trượng có một thiếu nữ mặc áo váy màu vàng nhạt. Ánh mắt thanh tịnh, ngũ quan không nhiễm bụi trần, tóc búi cao và ghim một cây châm hình bồ công ánh sáng lóng lánh. Đế Nữ Tang, Lục Châu nhíu mày. Hắn không cách nào xác định nàng có phải là Đế Nữ Tang hay không. Nhưng từ dáng vẻ, hành động và ngũ quan của nàng thì nàng chẳng giống thần thi một chút nào. Làn da nàng còn trắng hơn cả nữ tử bình thường, thần thái sáng láng hơn cả những người quanh năm sống dưới ánh mặt trời. Lục Châu cúi đầu nhìn xuống thời chi xa lậu. Chiếc đồng hồ cát nhỏ xíu nằm bên trong nó đang chảy dần lớp cát màu xanh lam. Khi toàn bộ hạt cát trút xuống hết, thời chi xa lậu sẽ kết thúc năng lực định. Lục Châu đẩy ra một trường, lực lượng thiên tướng dung nhập vào thời chi xa lậu, làm chậm tốc độ chảy của cát. Đại bạch hạc bay đến giữa không trung, đột nhiên dừng lại. Sau đó hai cánh của nó vươn dài ra che phủ bầu trời, nó cúi đầu rồi lao vọt xuống. Lục Châu đã sử dụng hết một nửa lực lượng thiên tướng, trong lòng bàn tay lập tức hiện ra một tấm một kích chí mạng. Mặc kệ nàng có phải là thần thi hay không, chỉ cần nàng dám ra tay hắn sẽ không chút do dự tiêu diệt nàng. Đế Nữ Tang nhảy khỏi lưng đại bạch hạc, đuôi váy nàng rất dài, lóng lánh màu vàng nhạt trông như một dòng suối nhỏ. Nàng không nói gì, trầm mặc như một pho tượng. Mà lúc này, hạt cát trong thời chi xa lậu đã sắp thấy đáy. Đế Nữ Tang nhìn quanh bốn phía, cánh mũi khẽ rung động. Nàng bỗng nhảy lên lưng đại bạch hạc, băng lãnh nói, đi. Phạch, đại bạch hạc trong chớp mắt mang theo Đế Nữ Tang phóng về phía chân trời rồi biến mất. Chỉ mới có 8 giây ngắn ngủi trôi qua mà Lục Châu tưởng như đã là 100 năm. Thời chi xa lậu rốt cuộc cũng trở lại hình dáng ban đầu. Thần thông vô lượng thần ẩn đình chỉ. Đám người Ma Thiên Các hoàn toàn không hay biết gì trong 8 giây đó. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên hắc sắc mê vụ nhưng đã chẳng còn thấy con bạch hạc nào. Đàn bạch hạc đâu rồi? Chư Hồng Cộng kỳ quái nói. Ách, thật là tà môn, còn có thể biến mất sao? Khổng Văn gãi đầu. Lục Châu thu hồi thời chi xa lậu, thôi động Tử Lưu Ly để khôi phục lực lượng thiên tướng. Chương 1744, Hoàn Hình Hồ. Khổng Văn nói, đây là đội ngũ của Đế Nữ Tang mà. Kỳ lạ thật, Chư Hồng Cộng lườm hắn một cái, làm hết cả hồn.
Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Khổng Văn cười hì hì đáp. Chỉ có Lục Châu biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Hắn nhìn về phương Bắc, nhẹ giọng nói, tránh né mũi nhọn có lẽ không phải là chuyện xấu. 8 giây vừa rồi đã là cực hạn của Lục Châu, cho dù là Trần Phu cũng khó có thể làm được. Lục Châu sử dụng thủ đoạn của Đại Chân Nhân, toàn bộ lực lượng thiên tướng và thánh vật thời chi xa lậu mới có thể kéo dài được bấy nhiêu thời gian. Sao ta lại cảm thấy hốt hoảng nhỉ? Chư Hồng Cộng lầm bầm. Không phải ảo giác đâu, chắc đệ bị sư phụ đánh đó. Vu Chính Hải vỗ vai hắn nói. Vu Chính Hải xoay lại nói với mọi người, nghỉ ngơi tại chỗ đi, tập trung để thăng tu vi. Mệnh cách chi tâm nhiều như vậy còn định lãng phí thời gian đến bao giờ? Lão đại phát uy, đám người không dám tiếp tục thảo luận nữa, ai nấy đều tản ra tìm một vị trí thích hợp để tu hành. Tần Nại Hà đến bên cạnh Lục Châu, thấp giọng hỏi, các chủ, ta luôn cảm thấy có gì đó rất lạ, tựa như mình đã bỏ qua chuyện gì. Ngươi cảm giác được. Lục Châu nhìn hắn thật kỹ. Tần Nại Hà gật đầu. Thời chi xa lậu khiến thời gian dừng lại, chỉ có tu hành giả đã ngộ đạo mới cảm giác được, đồng thời có thể triệt tiêu hiệu quả của nó. Chẳng hạn như thời chi xa lậu làm thời gian dừng lại 8 giây, tiểu chân nhân đã lĩnh ngộ được thời gian chi đạo sẽ chống đỡ được khoảng 1 giây, cũng tức là hắn bị bất động 7 giây. Nói cách khác, Tần Nại Hà đã lĩnh ngộ được đạo lực lượng. Ngươi mở mệnh cách thứ 18 rồi. Lục Châu hỏi. Tần Nại Hà cười đáp, nhờ có Lam Thủy Tinh các chủ tặng, được khí tức thái hư bồi đắp, ta đã thuận lợi khai mệnh cách thứ 18, mệnh cung cũng nở rộng ra. Lục Châu gật đầu khen ngợi, rất tốt, Ma Thiên Các lại có thêm một vị chân nhân. Đám người chấn kinh nhìn Tần Nại Hà. Chân nhân. Chúc mừng Tần huynh đệ. Khổng Văn bước tới chắp tay nói. Những người khác cũng đồng loạt lên tiếng chúc mừng. Địa vị của chân nhân rất cao, nhiều năm như vậy trong Thanh Liên giới cũng chỉ có 4 vị. Thác Bạt Tư Thành và Diệp Chính chết đi, lại sinh ra một Tần Nại Hà. Đây có lẽ là thiên ý. Được các vị ưu ái, ta có. Được ngày hôm nay cũng đều do các chủ chiếu cố. Sau này có việc cần đến ta mọi người cứ việc nói nhé. Tần Nại Hà cười đáp, không kiêu ngạo chút nào sao. Minh Thế Nhân vù một tiếng xuất hiện bên cạnh hắn. Tứ tiên sinh nói đùa rồi, ta sao có thể là loại người đó. Đáp người gật đầu tán thưởng. Chân nhân xuất hiện càng kích thích mọi người thêm khắc khổ tu hành. Ai nấy đều chuyên chú tu luyện. Sáng hôm sau, lực lượng thiên tướng đã khôi phục, Lục Châu dẫn theo đoàn người tiếp tục di chuyển về phía Kê Minh. Dọc theo đoạn đường này, mọi chuyện đều rất thuận lợi, không có thánh thú xuất hiện, cũng không có hung thú nào làm khó được Ma Thiên Các. Dưới trạng thái buồn tẻ vô vị này, đám người lại trải qua 2 tháng vừa đi vừa nghỉ chân tu hành, khoảng cách đến Thiên Khải Chi Trụ đã không còn xa. Nhan Chân Lạc tiến lên báo cáo tài nguyên thu hoạch được sau 2 tháng, chúng ta đã thu hoạch được 25 viên mệnh cách chi tâm của Thú Vương, 65 viên cao đẳng, 156 viên trung đẳng, 3 khối huyền vi thạch, 5 cây huyền mệnh thảo. Lục Châu gật đầu, phân phối mệnh cách chi tâm cho người nào cần đi. Vâng. Trong 2 tháng này, Lục Châu chỉ sử dụng 1 viên mệnh cách chi tâm của Thú Vương để tấn thăng lên 20 mệnh cách. Hơn 2 tháng nay, các thành viên Ma Thiên Các cũng đã tăng tu vi lên một chút. Lúc này, 4 huynh đệ Khổng Văn từ xa bay về, đáp xuống trước mặt Lục Châu bẩm báo, các chủ, tiến về phía bắc thêm 30 dặm sẽ đến Thiên Khải Chi Trụ. Đây là địa đồ thuộc hạ vừa vẽ sơ lược. Đám người vây tới xem. Hoàn hình hồ. Nhan Chân Lạc nhìn về phía hồ nước trên bản đồ. Quanh Thiên Khải Chi Trụ đều có hồ. Cái hồ hình vành khuyên này tương đối đặc biệt, nó rộng ngàn trượng, ở giữa có một cây tang thụ rất lớn, hẳn là nơi đế nữ tang ở. Nếu muốn đến Kê Minh, ta đề nghị đi vòng qua Hoàn Hình Hồ. Mọi người gật đầu. Lục Châu nhớ tới đế nữ tang, bèn hỏi, rốt cuộc đế nữ tang là người hay là thần thi? Suốt bao nhiêu năm nay tu hành giới đều gọi nàng là thần thi. Nhưng cụ thể thế nào thì không có mấy người từng gặp được. Tiểu Diên Nhi thầm nói, sư phụ, đồ nhi cũng cảm thấy nên đi vòng qua thì hơn. Lục Châu quay đầu nhìn Tiểu Diên Nhi nói, vậy thì đi vòng. Nói xong, Lục Châu bay lên lưng Bạch Trạch. Đoàn người Ma Thiên Các cũng leo lên lưng tọa kỵ, phi hành về phương Bắc. Trên vách đá, Lục Châu đứng trên lưng Bạch Trạch nhìn về phía Thiên Khải Chi Trụ cao ngất trong mây mù. Rốt cuộc cũng đến Kê Minh. Khổng Văn nói, đây cũng là nơi gần với Hồng Tuyến nhất. Lục Châu hỏi, Hoàn Hình Hồ ở đâu? Nằm ở phía tây cách đây 100 dặm. Lục Châu cảm thấy 100 dặm là quá gần.
thiếu nữ kia trông không giống thần thi mà lại giống một con người có ý thức đàng hoàng. Một khi xảy ra chiến đấu, nàng ở gần như vậy chắc chắn sẽ chú ý đến bên này. Nhưng nếu nàng không phải thần thi thì thẻ một kích chí mạng lại có thể trấn trụ nàng. Dẫn đường. Lục Châu nói. Khổng Văn gật đầu, bốn huynh đệ đồng loạt bay về phía trước. Từ sau khi gia nhập Ma Thiên Các, bốn người bọn họ tận tâm tận lực làm việc không quản mệt nhọc nên rất được mọi người tán đồng và tôn trọng. Khổng Văn lấy ra rất nhiều ấn phù truy tung, ấn phù tản ra tám hướng. Lục Châu quay đầu nhìn về phía cây cổ thụ chọc trời sau lưng, bắt đầu phân phó, Hoa Vô Đạo, Hoa Nguyệt Hành, hai người các ngươi đứng trên cao quan sát. Nếu có hung thú dị động thì lập tức giết chết không tha, phải ưu tiên bảo vệ mình. Tuân mệnh, hai người phối hợp vừa công vừa thủ sẽ tạo ra hiệu quả tốt nhất. Triệu Hồng Phất, ngươi tìm một chỗ bí mật gần đây xây dựng phù văn thông đạo. Bản tọa cho ngươi 3 ngày, có thể hoàn thành được không? Lục Châu hỏi. Các bạn đang nghe chuyện Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện của tác giả Mưu Sinh Nhâm Truyền Bồng tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1745, đã đến sao không tâm sự một chút? Triệu Hồng Phất cười đáp, phù văn thông đạo cỡ nhỏ thì chỉ cần 2 ngày là đủ. Thông đạo cỡ lớn thì cần 1 tháng, cỡ nhỏ là được. Không thành vấn đề, Triệu Hồng Phất đáp chắc nịch. Lục Châu gật đầu nói tiếp, Tả Hữu Sứ, 3 vị hộ pháp và 4 vị trưởng lão cùng bảo vệ Triệu Hồng Phất. Tuân mệnh, đám người đồng thanh đáp. Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung, Tần Nại Hà, tu vi 3 người các ngươi cao nhất, hãy bảo vệ mọi người. 3 người gật đầu. Lục Châu nhìn mọi người rồi nói, những người khác ở yên tại chỗ chờ lệnh, không được cách xa Lục Ngô và Thừa Hoàng. Vâng, Lục Châu khống chế Bạch Trạch bay lên không trung. Bản tọa đi trước tìm hiểu một phen. Vù, Lục Châu và Bạch Trạch biến mất ở phía chân trời. Đám người đưa tay lên dụi mắt. Chư Hồng Cộng mơ mơ hồ hồ nói, từ bao giờ mà Bạch Trạch bay nhanh dữ vậy? Đúng là quá nhanh. Chư Hồng Cộng véo tai Đương Khang nói, đến bao giờ ngươi mới nhanh được như thế hả? Đương Khang ụt ịt mấy tiếng, nằm bẹp xuống đất giả chết. Vu Chính Hải vỗ vỗ Bệ Ngạn nói, may mà Bệ Ngạn không phải dựa vào tốc độ. Cát Lượng cũng thế, Ngu Thượng Nhung phụ họa. Tiểu Diên Nhi nhìn mọi người rồi nói, tiểu hỏa phượng của ta còn chưa bay sỏi, không cần phải so đo với đám lão già hỏa này. Lục Ngô, Thừa Hoàng, Anh Chiêu và Đế Giang quay đầu nhìn nàng. Tiểu Tổ Tông à, dùng cái từ thô bỉ đó để mô tả bọn ta nghe có lọt tai không hả? Lúc này, Anh Chiêu cứ đi tới đi lui tại chỗ, nhìn về phía Thiên Khải Chi Trụ với vẻ bất an. Tiểu sư muội, nó làm sao thế? Đoạn đường này Chiêu Nguyệt đi cùng Anh Chiêu, nàng luôn cảm thấy nó có vẻ không được bình tĩnh. Anh Chiêu ngẩng đầu nói gì đó. Hải Loa phiên dịch lại, Anh Chiêu đến từ khu vực trung tâm, nó cảm giác được nơi này là khu vực bên ngoài nhưng lại có khí tức nguy hiểm không thua kém gì khu vực trung tâm nên rất bất an. Đừng lo lắng, có các chủ ở đây sẽ không gặp phải chuyện gì. Mọi người gật đầu đồng tình. Trong khi đó, Lục Châu và Bạch Trạch đang xuyên toa qua một rừng cây. Để phòng ngừa chúng cạm bẫy, Lục Châu lấy thái hư kính ra chiếu rọi khắp nơi. Trên không trung 100 mét, thái hư kính chiếu xuống cánh rừng. Một vòng sáng lờ mờ xuất hiện, quả nhiên có trận pháp. Lục Châu và Bạch Trạch tránh né trận pháp, đi vòng qua. Khi đến một ngọn núi đá, Lục Châu dừng lại quan sát. Trận pháp này quá mới mẻ, tuyệt đối không phải do các tiên hiền lưu lại. Nơi này có người. Lục Châu hạ thấp độ cao, đáp xuống một tảng đá lớn. Thiên Khải Chi Trụ có đường kính mấy trăm trượng đang đứng cách đó không xa. Lục Châu mặc niệm thần thông khứ giác, phân rõ mùi vị xung quanh. Có mùi của quán hung. Lục Châu nhíu mày. Tại Trấn Thọ Khư hắn từng ngửi được loại mùi vị gay mũi và hôi chua của đám người này. Bay về phía trước 500 mét, Lục Châu nói. Bạch Trạch hiểu ý làm theo. Trên không trung cách đó 500 mét, Lục Châu cúi đầu quan sát bên dưới, phát hiện một đám người quán hung lít nha lít nhít quỳ dạp trên mặt đất. Bọn hắn yên tĩnh nằm đó như cá đang phơi khô, đại đa số đều ở trần phơi ra làn da ngăm đen, chỉ có một số ít mới mặc y phục. Quả nhiên là người quán hung. Vì sao bọn hắn lại ở đây? Lục Châu kỳ quái không thôi. Nhìn về phía Thiên Khải Chi Trụ, Lục Châu hạ lệnh, bay vòng qua. Hắn không muốn kinh động đám người quán hung, trước cứ đến xem Thiên Khải Chi Trụ đã rồi tính. Bạch Trạch quay đầu, lượn quanh một vòng tránh né đám người quán hung,
bay về phía thiên khải chi trụ. Cự trụ này trông chẳng khác gì thiên khải chi trụ ở ngung trung. Xung quanh trụ phát tán ra mùi vị thiên tài địa bảo vô cùng nồng đậm, một số hung thú đang nằm nghỉ ngơi quanh trụ, bên trong hẳn cũng có thú hoàng. Lục Châu không gấp gáp tiến vào thiên khải chi trụ, hắn thay đổi phương hướng, bay về phía tây. Không bao lâu sau đã bay tới Hoàn Hình Hồ Thanh Tịnh. Hoàn Hình Hồ rất rộng, ở giữa hồ có một gốc tang thụ cực lớn. Tang thụ nở hoa rợp trời, màu vàng nhạt tỏa sáng lấp lánh như một cảnh đẹp trong truyện cổ tích. Đến nữ tang, Lục Châu nhẹ giọng tự nhủ. Lục Châu đã gặp thần thi Doanh Câu, mà đến nữ tang tuy mang danh thần thi lại chẳng giống một chút nào cả. Hoàn Hình Hồ cực kỳ yên tĩnh. Trên mặt hồ có rất nhiều bạch hạc đang trôi nổi, trông như tùy tiện nhưng kỳ thực rất có kỷ luật. Lục Châu sử dụng thần thông thính lực và khứu giác bao trùm phạm vi mấy ngàn mét nhưng vẫn không phát hiện ra đế nữ tang. Người đâu? Lục Châu nghi hoặc. Hắn kiểm tra trên tang thụ cũng không phát hiện ra nàng. Hồi tưởng lại cảnh tượng nàng cưỡi bạch hạc bay đi, có lẽ là có việc nên đã rời đi từ trước rồi. Lục Châu thu hồi thần thông, nghi hoặc nhìn về phía thiên khải chi trụ. Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ, soạt, một thân ảnh vọt ra khỏi mặt nước khiến sóng nước văng lên cao. Lục Châu lập tức xoay người, rốt cuộc nhìn thấy đế nữ tang mặc chiếc váy, vàng nhạt trong ngần như ánh trăng. Váy dài tung bay, trong nháy mắt biến thành đôi cánh. Sau đó chậm rãi khép lại, lông trên cánh lại hóa thành chiếc váy bay thướt tha trong gió. Lục Châu nhìn nàng, không thấy chân thực chi nhãn hiện ra thông tin gì. Hắn ngẩng đầu nhìn lên tầng mê vụ, thời gian không còn sớm, cũng nên trở về. Đã xác nhận đến nữ tang ở đây, vậy tiếp theo phải nghĩ cách để các đồ đệ được thiên khải chi trụ tán đồng, kích hoạt hạt giống thái hư. Ngay khi Lục Châu chuẩn bị rời đi, từ phía tang thụ bỗng truyền đến tiếng cười nhẹ nhàng và giọng nói réo rắt. Đã đến rồi, sao không qua đây tán gẫu một chút? Giọng nàng vừa thanh đạm vừa có ý trêu chọc, vừa băng lãnh lại vừa ấm áp. Lục Châu nhíu mày, rốt cuộc vẫn bị phát hiện. Tu vi của nàng quả nhiên không đơn giản. Lục Châu xoay người nhìn về phía đại tang thụ. Đế nữ tang đang ưu nhã ngồi trên cây, khẽ cười nhìn Lục Châu. Bàn chân nàng trắng nõn nà, thỉnh thoảng lại đung đưa khiến mấy đóa hoa vàng nhạt rơi xuống mặt nước. Lục Châu và Bạch Trạch bay về phía Hoàn Hình Hồ, khi đến cách nàng 100 mét thì dừng lại. Hắn thản nhiên hỏi, đế nữ tang. Đế nữ tang nói, ngươi chính là người trốn trong hạp cốc. Chương 1746, làm nam chủ nhân của Hoàn Hình Hồ. Mình tính bom chương hôm nay mà dịch không nổi, thôi đăng phần hôm nay trước, mai đăng tiếp vậy. Hả? Bạch Hạc ngửi được mùi nhân loại nhưng lại không tìm được vị trí ẩn nấp của ngươi. Ngươi rất lợi hại, đế nữ tang nói, thái độ và cách nói chuyện này. Giống thần thi ở chỗ nào, mà Lục Châu cũng không cảm giác được nàng có địch ý gì với mình. Nhưng không vì vậy mà hắn buông lỏng cảnh giác. Người càng vô hại càng có khả năng là đại cạm bẫy. Lục Châu mở miệng nói, ngươi đã phát hiện ra lão phu từ lâu. Ừm. Đế nữ tang mỉm cười đáp, ta vội trở về nên không có quấy rầy các ngươi. Đồng bọn của ngươi đâu? Lục Châu nghi hoặc hỏi, vì sao phải làm vậy? Đế nữ tang thở dài một tiếng, nói, nhàm chán đó. Cũng tịch mịch nữa. Đã rất lâu rồi ta không nhìn thấy một người sống nào. Lý do của nàng khiến người ta không rét mà run. Nghe nói ngươi là nữ nhi của Xích Đế, Lục Châu hỏi. Nghe được câu này, nụ cười trên mặt đế nữ tang đông lại rồi biến mất. Nàng đứng lên, cành cây mảnh khảnh kia lại có thể chịu được trọng lượng của nàng. Sau đó nàng lại mỉm cười nói, ta chán ghét cái đề tài này. Ngươi tên là gì? Lão phu họ Lục. Nha, đế nữ tang nói, vậy ngươi đến đây làm chi? Tiếng nha kia khiến Lục Châu cảm giác như mình đang đối thoại với một nữ hài. Thiên khải chi trụ. Lục Châu đáp lại bốn chữ. Đế nữ tang nhìn về phía thiên khải chi trụ. Đã rất lâu rồi không có nhân loại đến kê minh. Ngươi tìm thiên khải chi trụ để làm gì? Nàng có vẻ rất tò mò. Lục Châu đề phòng hỏi, ngươi thật sự là người thủ hộ của thiên khải chi trụ. Đế nữ tang cau mày, không vui nói, cho tới bây giờ ta đều không thèm quản chuyện của thiên khải. Chi trụ, vì sao nhân loại cứ luôn tung tin đồn nhảm thế nhỉ? Ngươi không quản, ta không phải là thủ hộ giả nào cả. Đế nữ tang nói, nếu không phải là thủ hộ giả, vậy sao ngươi lại ở chỗ này? Lục Châu chẳng hiểu ra làm sao. Đế nữ tang buồn bã đáp, ta không thể rời khỏi nơi này, cũng không thể rời khỏi bí ẩn chi địa.
Ta sợ già, sợ có một ngày mình sẽ biến thành một bà lão. Nàng dùng hai tay sờ sờ gương mặt mịn màng của mình để lấy lại tinh thần. Lục Châu nói, thôi, ngươi đi đường dương quan của ngươi, lão phu đi cầu độc mộc của mình. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Lục Châu vừa xoay người muốn đi, nước hồ bỗng văng lên cao rồi ngưng kết lại, hóa thành bốn bức tường băng ngăn đường Lục Châu. Lục Châu nhíu mày, thân ảnh đế nữ tang như tơ liễu bay lên không trung nói, ngươi muốn vĩnh sinh không? Có ý gì? Lục Châu nghi hoặc hỏi, ta thấy ngươi không tệ, hay là ngươi lưu lại đây đi? Làm nam chủ nhân của hoàn hình hồ, được không? Đế nữ tang nói, nếu có một nhân loại cùng ta tâm sự, cuộc sống sau này hẳn là sẽ không còn buồn chán nữa. Nàng bay lên cao nhìn Lục Châu, nói bổ sung, ngươi suy nghĩ một chút đi. Lục Châu nhìn mấy bức tường băng rồi đáp, không cần suy nghĩ. Lão phu không có hứng thú với việc này. Không có hứng thú. Đế nữ tang nghe hắn nói vậy, trên mặt lộ vẻ mất mát. Lão phu còn có rất nhiều việc phải làm. Huống hồ cho tới bây giờ cũng không có ai vĩnh sinh cả. Lục Châu nói, ai nói? Đế nữ tang lắc đầu, ta có thể mà. Ngươi, chính là ta. Thiên địa vô biên, thời gian vô hạn, làm sao ngươi xác định mình có thể vĩnh sinh bất tử? Lục Châu hỏi, nhưng ta đã ở đây 100.000 năm, như thế không tính là vĩnh sinh sao? Đế nữ tang nói. Lục Châu nhìn đế nữ tang, có cảm giác như mình đang đối mặt với tiểu cô nương nhà hàng xóm. Nếu ngươi trả lời được mấy câu hỏi của lão phu sẽ thừa nhận ngươi có thể vĩnh sinh. Ngươi hỏi đi. Thứ nhất, thiên địa này tồn tại đã bao lâu? Lục Châu hỏi. Việc này, đế nữ tang ấp úng lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Câu thứ hai, trời cao bao nhiêu? Đế nữ tang lại lắc đầu. Câu thứ ba, đất rộng bao nhiêu? Ba vấn đề đưa ra khiến đế nữ tang không nói được câu nào, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Lục Châu nói, chờ thêm 100.000 năm, 200.000 năm hay 300.000 năm nữa, ngươi có thể chắc chắn mình còn tồn tại không? Đế nữ tang không phản bác được, cảm xúc của nàng dần dần suy sụp. Bốn bức tường băng theo cảm xúc của nàng mà vỡ vụn ra, rơi vào trong mặt hồ. Lục Châu không hỏi nữa mà vỗ bạch trạch. Bạch trạch lập tức bay về theo đường cũ. Lục Châu len lén thở phào, đúng là một tiểu nha đầu dễ bị lừa gạt. Xem ra tuổi tác và lịch duyệt chưa chắc đã tỷ lệ thuận với nhau. Chờ một chút, đế nữ tang đột nhiên mở miệng. Lục Châu thấp giọng nói, đừng dừng lại. Bạch trạch lập tức gia tăng tốc độ. Đuôi váy dài sau lưng nàng hóa thành đôi cánh, nàng vui, vẻ nở nụ cười, ta nghĩ xong rồi, vừa hay ngươi có thể lưu lại đây cùng ta nghiệm chứng vấn đề này nha. Vù, mắt thấy Lục Châu sắp rời khỏi phạm vi hoàn hình hồ, từng đạo băng chùy từ dưới mặt nước phóng lên. Đế nữ tang bay tới trước mặt Lục Châu, mỉm cười vươn tay định chộp lấy hắn. Lục Châu vung ra một đạo trường ấn. Trường ấn to như tấm lưới xông phá băng chùy, đâm vào bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của đế nữ tang. Ầm, nàng lăng không xoay chuyển, bay ngược ra sau 100 mét. Lục Châu không cảm giác được sát cơ trên người nàng, bèn nghi hoặc hỏi, làm gì thế? Đế nữ tang ấm ức nhìn Lục Châu, tức giận nói, ngươi hung dữ quá à? Lão phu nói rồi, lão phu không có hứng thú với đề nghị của ngươi. Hứng thú từ từ sẽ có mà, nàng không chịu từ bỏ. Lục Châu rốt cuộc cũng hiểu ra. Nha đầu nhìn như điềm đạm đáng yêu và vô hại này kỳ thực là người có tu vi cực cao nhưng lại mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Việc mình không thích thì đừng ép người khác phải làm theo. Lục Châu thản nhiên nói, nếu còn dây dưa, đừng trách lão phu tàn nhẫn vô tình. Nha, được rồi. Đế nữ tang ỉu xìu mất mát đến cực hạn, toàn thân trở nên ủ rũ như con mèo ướt mưa. Nàng vừa gục đầu xuống bỗng lại hứng thú ngẩng đầu nói, ngươi thật sự phải đến Thiên Khải chi trụ. Đúng vậy, ngươi định ngăn cản lão phu, ta không quản mấy chuyện đó. Đế nữ tang lắc đầu, vậy thì tốt. Lục Châu lại bay lên lưng bạch trạch. Các bạn đang nghe chuyện đồ đệ của ta đều là trùng phản diện của tác giả Mưu Sinh Nhâm Truyền Bồng tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1747, Nguyên Rủa Chi Thuật. Hắn quay đầu nhìn về phía đế nữ tang, phát hiện nàng đang xoa xoa lòng bàn tay vừa trúng một chưởng, tựa như sợ đau. Đế nữ tang nói, vậy thì ngươi đi đi. Nhưng mà ta nói trước, nhân loại đi vào Thiên Khải chi trụ đều không có kết cục tốt. Đến lúc đó ngươi cầu cứu ta cũng không quản đâu.
Lục Châu chỉ ước gì nàng đừng quản. Hắn lập tức điều khiển Bạch Trạch bay trở về. Đến chỗ đám người Ma Thiên Các, Lục Châu nhảy xuống. Khổng Văn cấp tốc chạy tới hỏi, các chủ, thế nào rồi? Lục Châu nói, tệ hơn dự đoán. Cách Thiên Khải chi trụ 30 dặm có rất nhiều quán hung đang ẩn nấp, e là vì muốn trả thù mà tới. Truyền lệnh cho mọi người phải cẩn thận. Vâng, 3 ngày sau, đoàn người Ma Thiên Các tập hợp. Triệu Hồng Phất nói, các chủ, phù văn thông đạo đã hoàn thành, chỉ là mỗi lần truyền tống được nhiều nhất 3 người thôi. Rất tốt. Lục Châu hạ lệnh, đi cùng lão phu một chuyến. Vâng. Xây dựng phù văn thông đạo là để ẩn náu, chuẩn bị đường lui. Đội ngũ Ma Thiên Các tiến về phía trước. Khi đến chỗ tộc quán hung ẩn nấp, Lục Châu giơ tay lên nói, phía trước có rất nhiều quán hung. Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung, hai người các ngươi đánh từ hai bên hông. Vâng. Hoa Nguyệt Hành, ngươi đến ngọn núi đá phía trước, phối hợp với mọi người. Tuân lệnh. Hoa Nguyệt Hành cầm phong linh, cùng bay lên ngọn núi đá. Lục Châu tiếp tục dẫn đầu đoàn người tiến lên thêm ngàn mét. Trong rừng cây, đám người quán hung đông đúc xuất hiện, đại tế tự mặc trường bào, tay cầm pháp trượng bay lướt tới. Ngũ quan hắn như vỏ cây khô, chỉ có ánh mắt là thâm thúy. Ta chờ ngươi rất lâu rồi, đại tế tự mở miệng nói. Chờ lão phu, Lục Châu hỏi. Trong mắt đại tế tự lộ ra sát ý, thứ dị nhân vừa ngu xuẩn vừa xấu xí. Chuyện trong trấn Thọ Khư đều là do ngươi làm. Đúng vậy, Lục Châu thừa nhận. Đại tế tự gật đầu, có can đảm thừa nhận sai lầm, ngươi thông minh hơn những dị nhân khác nhiều. Giết bọn hắn, giết bọn hắn. Đám người quán hung đồng thanh hô vang. Ta thật không rõ vì sao ông trời lại để đám dị nhân xấu xí này tồn tại. Nhìn bọn hắn xem, lồng ngực thì đặc ruột, thân người thì thấp bé. Đúng là muốn mù mắt ta, một tên quán hung nói. Ta cũng rất tò mò, lồng ngực đặc như thế làm sao ngưng tụ quang trụ, làm sao mà sống được. Nói xong tên quán hung này còn phun ra một ngụm nước bọt, trông bọn hắn còn buồn nôn hơn đám dị nhân có ba tay. Mấy lời này khiến đoàn người Lục Châu chỉ có thể im lặng. Quả nhiên chủng tộc khác biệt thì thẩm mỹ cũng một trời một vực. Lục Ngô đạp mạnh xuống đất vọt lên, trong mắt đều là hàn ý, nó nhe răng nanh ra, trầm giọng nói, đám bò sát thấp bé như sâu kiến, hứng chịu nộ hỏa của bản hoàng đi. Oanh! Lục Ngô vừa đáp xuống đất, hơn ngàn tên quán hung đã bị địa chấn đánh bay. Thân thể khổng lồ quét ngang, rừng cây đất đá xung quanh lập tức bị san thành bình địa. Đại tế tự bay lùi ra sau, quyền trượng trong tay tỏa quang mang. Quang mang tựa như một sợi tơ xuyên qua lồng ngực đám quán hung vừa bị chấn bay, như đang xe chỉ luồn kim. Sau đó đại tế tự kéo một phát, hơn ngàn tên quán hung bay lên. Lục Ngô không để bọn hắn có cơ hội, lập tức há miệng thổi ra một làn xương trắng. Băng phong. Hàn khí tàn phá bừa bãi, đám quán hung trên không trung hay đứng dưới đất đều bị hóa thành băng điêu. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là đại tế tự không chỉ không tức giận mà còn hừ một tiếng, nói chỉ là thú hoàng cũng dám phách lối. Hắn dựa vào cái gì mà dám khinh thường thú hoàng? Nhan Chân Lạc cạn lời. Đừng coi thường đối thủ, kẻ này biết rõ về Lục Ngô. Lục Ngô cẩn thận. Đoan Mộc Sinh hô lên. Ao. Lục Ngô vung móng đập tới, đám băng điêu vỡ vụn thành từng mảnh. Đáng tiếc cấp độ của bọn hắn quá thấp nên Lục Châu không còn nhận được điểm công đức. Một chiêu băng phong này của Lục Ngô đánh giết mấy ngàn tên quán hung. Đại tế tự giơ cao cây quyền trượng, một luồng ánh sáng rọi ra khắp nơi. Bốn phương tám hướng bỗng xuất hiện vô biên vô hạn quán hung kéo tới, số lượng lên tới hàng thiên văn không thể đo đếm nổi. Nhiều như vậy, Chư Hồng Cộng sửng sốt nói. Lúc này, đại tế tự trầm giọng hỏi Lục Châu, ngươi có biết vì sao ta muốn giết ngươi không? Lục Châu hỏi, vì cái gì? Quán hung, tộc chúng ta vì muốn có được trấn Thọ Thung mà chờ ở trấn Thọ Khư hơn ngàn năm. Chúng ta hy sinh thọ mệnh của mình để nuôi trấn Thọ Thung trưởng thành, vậy mà ngươi lại cướp nó đi. Lục Châu khinh thường nói, trấn Thọ Thung từ bao giờ lại là vật của quán hung tộc các ngươi? Các ngươi hy sinh thọ mệnh đó là vì mưu cầu của chính mình, trấn Thọ Thung vốn là vật vô chủ, bản tọa lấy được nó thì nó thuộc về bản tọa. Ngươi nói thật có đạo lý, ta bây giờ muốn biểu đạt lòng phẫn nộ, mà chỉ có cái chết của các ngươi mới có thể tiêu trừ đi cơn phẫn nộ của chúng ta. Đại tế tự nói. Lục Châu lắc đầu gọi, Lục Ngô. Oanh. Lục Ngô tung người nhảy lên không trung, tám cái đuôi xòe ra quét ngang đám người quán hung. Mà đại tế tự vẫn bình tĩnh nhìn tộc nhân của mình bị giết chết, không có chút đau lòng nào.
đám người quán hung bị đánh giết rơi xuống đất, đột nhiên bắt đầu phân tách ra. Cứ một tên quán hung lại phân chia thành hai tên, thân thể đã nhỏ đi một nửa. Trời ạ, cái thứ đồ chơi tà môn gì đây? Minh Thế Nhân vốn định lao lên thi triển tài năng, nhưng vừa thấy cảnh tượng tê cả da đầu này liền nấp sau lưng sư phụ. Đại tế tự đã thi triển nguyền rủa chi thuật lên người bọn hắn, thật là độc ác. Khổng Văn nói. Mạnh Trường Đông đứng phía hậu phương cũng lên tiếng, ta và Thất Tiên Sinh từng nhìn thấy thuật pháp này, đúng là một loại thuật nguyền rủa vô cùng tà ác. Giết bọn hắn không phải là cách, càng giết bọn hắn sẽ càng đông hơn, cho đến khi chúng ta hoàn toàn kiệt sức. Lục Ngô, ngừng lại. Lục Ngô cũng nghe được lời này, bèn nhảy trở về vị trí cũ. Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung bay lên, sử dụng đao cương và kiếm cương càn quét đám người. Trên ngọn núi đá, Hoa Nguyệt Hành bắn ra mấy trăm đạo tiễn cương ghim thẳng vào các vị trí yếu hại dưới nách đám người quán hung. Nhưng kết quả vẫn y như vậy, dù dùng phương thức gì giết chết thì bọn hắn vẫn nhân bản lên liên tục. Chương 1748, kết trận. Không cần Lục Châu lên tiếng, Vu Chính Hải và Ngô Thượng Nhung lập tức thu hồi đao kiếm, bay trở về. Chẳng lẽ không có cách nào đối phó với nguyền rủa chi thuật sao? Phan Trọng lo lắng hỏi. Mạnh Trường Đông lắc đầu, không có. Lúc đó chúng ta không hiểu biết nhiều về nguyền rủa chi thuật nên cũng không nghiên cứu sâu. Đám quán hung lại từ từ bò dậy, rảo bước tiến lên. Âm thanh của đại tế tự từ xa truyền tới, đám dị nhân vô tri xấu xí. Đây là chúc phúc chi thuật của tộc quán hung vĩ đại chúng ta, sao vào miệng các ngươi lại thành nguyền rủa chi thuật rồi? Chết cũng không chết được, bổ đôi thân thể lại biến thành hai người. Ngươi gọi thứ này là chúc phúc chi thuật. Minh Thế Nhân nói, không có thống khổ, không có tử vong, lại nắm giữ lực lượng cường đại, đây chính là chúc phúc tốt nhất. Đại tế tự đáp, ta nhổ vào, một tên quán hung phân ra thành 10 tên, vậy đám quán hung nhỏ đó gọi quán hung ban đầu là gì? Cha hả? Ngược lại, hắn, gọi đám quán hung sinh ra từ cơ thể mình là gì? Nhi tử hả? 10 người bọn hắn đều là huynh đệ ruột thịt. Lại đây, ngươi giải thích cho ta nghe xem, mẹ của bọn hắn là ai? Không đợi đại tế tự hồi đáp, Minh Thế Nhân lại nói tiếp, đừng nói với ta đám quán hung các ngươi nứt ra từ kẽ đá, không cha không mẹ nha. Nếu có, vậy nhờ chúc phúc chi thuật của các ngươi, sau này bọn hắn làm sao đối mặt với ông bà mình? Nếu không có cha mẹ, vậy thì thảm quá rồi, đến cầu tử nhà ta cũng phải thấy tội nghiệp dùm. Đại tế tự nghe được lời này, nộ hỏa xông lên đầu, huy động quyền trượng gào lên, ta lột ra các người. Ông, quyền trượng rung động, từng đạo lực lượng như sợi tơ nối liền toàn bộ đám người quán hung thành một thể. Đám quán hung lập tức điên cuồng đánh tới. Lui lại, Lục Châu ra lệnh. Đại tế tự lạnh lùng nói, nơi này là Kê Minh, dưới chân Thiên Khải chi trụ, cũng là nơi chôn thây các người. Giết bọn hắn, vô số quán hung như cương thi nhào tới. Làm sao bây giờ? Sư phụ, Chư Hồng Cộng hoảng hồn nói, tỉnh táo. Minh Thế Nhân cưỡi cùng kỳ bay tới bên cạnh Chư Hồng Cộng, híp mắt nói, còn nhớ lời sư phụ dạy không? Đệ quá mức nhát gan rồi. Chư Hồng Cộng vẻ mặt như đưa đám nói, đệ cũng có lúc can đảm mà. Lần trước đến Vô Tận Hải đệ đã dũng cảm nhảy khỏi không liễn để mọi người tranh thủ thời gian đó. Nhưng bây giờ thì đáng sợ quá đi. Hèn nhát. Minh Thế Nhân mắng một câu, tứ sư huynh, sao huynh lại không sợ? Có bí quyết gì không? Chư Hồng Cộng thấp giọng hỏi. Bí quyết? Minh Thế Nhân sờ sờ cằm. Đúng lúc này, một tên quán hung cao to vọt tới, toàn thân đỏ bừng như tắm trong máu phá tan cương khí bảo hộ, nhào về phía hai huynh đệ. Minh Thế Nhân trợn mắt nói nhanh, trốn tránh. Nói xong, Minh Thế Nhân và cùng kỳ hóa thành một tia lưu quang xông vào cánh rừng, phá vỡ hậu phương của đám quán hung rồi biến mất không thấy đâu nữa. Chư Hồng Cộng câm nín. Đại bộ phận tổn thương đều được Tần Nại Hà chống đỡ. Hộ thể cương khí của hắn bao phủ tất cả mọi người, nhưng khi địch nhân điên cuồng tấn công, hắn cảm thấy áp lực đè nặng hơn bao giờ hết. Các chủ, Lục Châu quay đầu nhìn Tần Nại Hà, sau đó mũi chân điểm nhẹ, bay ra ngoài. Nếu giết mãi không hết đám người này, vậy phải bắt vua trước. Lục Châu vung ra một trưởng ấn đánh xuyên qua người hơn ngàn tên quán hung. Ngàn người ngã xuống, sau đó lại hóa thành 2.000 người. Lục Châu mặc kệ đám quán hung, trực tiếp vọt về phía đại tế tự. Đại tế tự nói, thì ra là đại chân nhân, chẳng trách lại dám dương oai trong bí ẩn chi địa.
hắn cấp tốc lùi về sau ngàn mét. Đám quán hung như thủy triều ập tới, hỏa liên phong bạo. Kim liên dưới chân Lục Châu như cùng phong càn quét tám hướng, hỏa diễm đốt cháy đám người quán hung, trong phạm vi ngàn mét quanh Lục Châu đều hóa thành biển lửa. Sư phụ, từ bao giờ lại mạnh như vậy? Chư Hồng cộng tròn mắt nói. Sư phụ, vẫn luôn mạnh như thế mà. Bát sư huynh, huynh ở Hoàng Liên lâu quá nên hồ đồ rồi phải không? Tiểu Diên Nhi lườm hắn một cái. Trong biển lửa, đám người quán hung bị đốt đến điên đảo. Bọn hắn không ngừng phân chia, cứ thế lặp đi lặp lại tới khi chỉ còn nhỏ bằng nắm tay, tiếng kêu thảm vang lên rung trời. Có hiệu quả, Mạnh Trường Đông chỉ tay về phía tên tiểu quán hung đã bị đốt đến cháy khét, hưng phấn nói, hỏa diễm có tác dụng. Mạnh Trường Đông giải thích, tốt nhất là chân hỏa, Thất Tiên Sinh từng nói nguyền rủa cũng là một loại đạo ấn, có thể thi triển thì nhất định có cách phá giải. Lục Ly gật đầu, Thất Tiên Sinh đúng là người học rộng tài cao. Nói theo một cách nào đó thì loại phân chia này cũng khá tương tự với mệnh cách, cần chúng ta phải giết bọn hắn nhiều lần. Mọi người nhìn đi, một tên quán hung trưởng thành nhiều nhất có thể phân chia 5, 6 lần là ngừng. Những tên cao to có thể trụ được lâu hơn, nhưng rốt cuộc năng lực phân chia vẫn có hạn. Mọi người thấy được hy vọng, Vu Chính Hải và Ngu Thượng Nhung lập tức xông ra, bộc phát nghiệp hỏa. Đa số đệ tử Ma Thiên Các đều có nghiệp hỏa. Chỉ trong một thời gian ngắn, nơi này đã biến thành biển lửa khổng lồ. Lục Ngô thì nằm yên tại chỗ, hắn không biết phun lửa nên chỉ có thể bất lực. Đoan Mộc Sinh cũng thế. Lục Châu quay đầu, thấy thế cục trận chiến đã nghiêng dần về phía các đồ đệ bèn yên tâm vọt về phía Đại Tế Tự. Đại Tế Tự liên tục lùi về sau. Hắn dường như không hề sợ hãi, cũng không cảm thấy thương tâm vì tộc nhân bị thiêu chết mà ngược lại, gương mặt hắn đỏ bừng vì hưng phấn, miệng cười ha hả chẳng khác gì người điên. Lục Châu nhướng mày, trầm giọng quát, định. Thời chi xa lậu phát động, một giây bất động trôi qua, Lục Châu đã xuất hiện trước mặt Đại Tế Tự, năm ngón tay đánh tới. Oanh! Đại Tế Tự trừng to mắt la thất thanh, không thể nào. Phốc! Hắn phun ra máu tươi, sống chết nắm chặt quyền trượng trong tay. Máu tươi trước ngực tuôn ra như suối, sau đó bốc lên không trung rồi hóa thành huyết sắc hồ điệp. Hồ điệp không ngừng bay xung quanh quyền trượng. Đại Tế Tự chống mạnh quyền trượng xuống đất. Ầm, kết trận. Các bạn đang nghe chuyện Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện của tác giả Mưu Sinh Nhâm Truyền Bồng tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1749, Vĩnh Sinh. Huyết sắc hồ điệp chậm rãi hóa thành một vòng xoáy. Hồ điệp đầy trời bay về phía đám quán hung, lưu lại từng đạo hồng tuyến trên người bọn hắn. Hồng tuyến nhanh chóng kết nối lại với nhau. Lúc này hộ pháp Mạnh Trường Đông đột nhiên lấy ra trận bố phân phát cho Thẩm Tất và Lý Tiểu Mặc, cấp tốc nói, bày trận. Chuyện gì xảy ra? Nhan Chân Lạc cau mày hỏi. Đại trận đám quán hung đang thi triển chính là huyết vu phong ấn đại trận. Đây là bí pháp ký sinh, về bản chất thì nó giống với thuật đại huyết tế, đều là trận pháp bị người phỉ nhổ. Chẳng trách hắn không thèm quan tâm đến sinh tử của tộc nhân mình. Mạnh Trường Đông nhanh chóng giải thích. Đám người ý thức được vấn đề nghiêm trọng, lập tức bắt chước Mạnh Trường Đông, bày ra trận bố. Huyết vu phong ấn đại trận lợi dụng máu tươi để dệt thành một đại trận trí âm. Đây là lực lượng chỉ có vu sư cấp đại chân nhân mới làm được. Đám người cấp tốc làm theo hướng dẫn của Mạnh Trường Đông để bày trận, chia nhau đứng thủ ở các mắt trận. Đại trận đó có tác dụng gì? Nhan Chân Lạc hỏi. Một khi bị huyết vu đại trận phong ấn, ý thức của chúng ta đều sẽ bị khóa lại, để mặc cho đối phương điều khiển, thân thể sẽ trở thành cái xác không hồn hệt như thần thi. Chư Hồng cộng lắp bắp nói, đáng sợ như vậy. Lúc này đám hồng tuyến như dây tơ hồng đã phủ kín đầy trời. Mạnh Trường Đông lập tức vỗ tay, trận bố sáng lên tạo thành một khu vực kim sắc rất rõ ràng. Mạnh Trường Đông vội vàng kêu gọi mọi người, các vị tiên sinh, mau vào đây. Đám người Vu Chính Hải, Ngu Thượng Nhung đều cảm giác được hồng tuyến quá mức quỷ dị, đồng loạt bay vào khu vực kim sắc, quả nhiên hồng tuyến đều bị ngăn trở bên ngoài. Không bao lâu sau, đoàn người Ma Thiên Các đều tiến vào trong khu vực kim sắc. Còn Lục Ngô và Thừa Hoàng thì sao? Hai con tọa kỵ này có hình thể quá lớn, rất khó tránh khỏi hồng tuyến. Đoan Mộc Sinh cầm bá vương thương trong tay, phóng lên lưng Lục Ngô nói, cái gì mà huyết vu phong ấn chi trận, ta chẳng có cảm giác gì cả. Tử Long chạy dọc trên hai cánh tay, trong mắt Đoan Mộc Sinh bốc lên tử sắc khí tức nhàn nhạt,
lực lượng suy bại. Mạnh Trường Đông vỗ đầu nói, đúng rồi, trên người Tam tiên sinh có lực lượng tử vong, không sợ huyết phù đại trận. Oanh! Đoan Mộc Sinh và Lục Ngô xông ra ngoài, càn quét đám người Quán Hung. Thấy cảnh này, Đại Tế Tự khó tin nói, tử vong chi lực. Thấy đoàn người Ma Thiên Các có năng lực tự bảo vệ, Lục Châu cũng yên tâm hơn rất nhiều. Hắn nhìn thẳng vào Đại Tế Tự, trầm giọng nói, từ hôm nay trở đi, Quán Hung tộc sẽ bị lão phu xóa sổ. Ông, kim sắc pháp thân 20 mệnh cách cao tới 215 trượng xuất hiện, phá tan hồng tuyến. Hơn vạn tên Quán Hung bị đánh bay, toàn thân vỡ vụn. Lục Châu biết rõ bọn hắn sẽ lại ngưng tụ thành Quán Hung, lập tức thi triển hỏa liên phong bạo, để nghiệp hỏa nuốt chửng bọn hắn. Đại Tế Tự vẫn đang cười như điên, thân ảnh Lục Châu như thiểm điện vọt tới trước mặt hắn. Đại Vô Úy Ấn, Đại Tế Tự bị đánh bay, máu tươi văng đầy trời, nhưng trong tay hắn vẫn nắm chặt quyền trượng. Ngay sau đó, cánh tay Đại Tế Tự hóa thành huyết đao đánh về phía Lục Châu. Thế công lăng lệ bất ngờ khiến Lục Châu sửng sốt, cấp tốc đánh ra một chưởng. Ầm, hai người đối chưởng. Đại Tế Tự nói, mạng của ta đã kết nối với bọn hắn từ lâu, huyết vu phong ấn đại trận còn có tác dụng liên kết sinh mệnh. Ngươi không giết được ta, không giết được ngươi. Lục Châu nghi hoặc, mở to mắt ra mà xem đi, dị nhân hèn mọn. Lục Châu bị cự lực đẩy lên trên không trung trăm mét, nhìn xuống bên dưới mới phát hiện Quán Hung đã đông đến vô cùng vô tận. Nhiều đến mức không thể dùng lượng từ để hình dung. Ha ha ha. Đại Tế Tự cười to, bọn hắn đều là mạng của ta, mà ta cũng là mạng của bọn hắn. Chúng ta mới chính là nhân tộc vĩ đại. Thế gian này chỉ có tộc Quán Hung chúng ta mới có thể vĩnh sinh. Hắn vừa nói xong câu này, từ phía chân trời bỗng xuất hiện một cánh hạc khổng lồ đang bay tới. Ngồi trên lưng nó là một nữ tử mặc váy dài màu vàng nhạt, nàng hăng hái nhìn xuống hai người, đôi mắt thanh tịnh như nước. Vĩnh sinh, không biết vì sao, Đại Tế Tự bỗng giật nảy mình. Ầm, lực lượng bộc phát, hai người bắn ra xa đứng đối mặt nhau. Đại Tế Tự trầm giọng nói, giao cơ, đế nữ tang nhíu mày, a, ngươi biết ta. Tại bí ẩn chi địa, có ai mà không biết danh tiếng của giao cơ. Nha, đế nữ tang ung dung nói, ngươi có thể vĩnh sinh. Dường như nàng rất để ý cái từ này, động đến nó là muốn hỏi cho ra nhẽ. Đại Tế Tự đáp, có rất nhiều phương thức để vĩnh sinh. Đám dị nhân vô tri luôn muốn phủ định sự tồn tại của vĩnh sinh. Mặc kệ là người quát tháo phong vân như Vương Tử Dạ hay người cao cao tại thượng như Sa Bỉ Đại Thần, bọn hắn đều không có được năng lực vĩnh sinh. Đương nhiên trong số đó không bao gồm đế nữ tôn kính. Đế nữ tang nở nụ cười nói, ngươi nói chuyện thật là dễ nghe. Nghe nói đế nữ trước nay không quản chuyện xảy ra bên ngoài hoàn hình hồ, hôm nay ngài dự định ra tay sao? Đại Tế Tự kiêng kỵ hỏi. Đế nữ tang nói, không có hứng, vậy thì quá tốt. Đế nữ tang cứ thế yên tĩnh đứng trên không trung quan sát mọi chuyện. Lục Châu âm trầm nói, ngươi cho rằng lão phu không giết được ngươi. Đại Tế Tự cười ha hả, dị nhân có mệnh cách, chúng ta nắm giữ thuật cộng hưởng sinh mệnh. Quán Hung chúng ta mới là nhân tộc chân chính. Ngươi nhìn đi, vô số sinh linh này chính là biểu tượng vĩnh sinh của ta, ngươi định giết ta bằng cách nào? Thử xem. Lục Châu lao vọt tới, lòng bàn tay như núi Thái Sơn ập xuống. Đại Tế Tự đón đỡ, toàn thân bị đẩy mạnh xuống dưới. Vị danh kiếm xuất hiện trong tay, toát ra vô số kiếm cương càn quét tứ phương. Đám Quán Hung lập tức bị vô số kiếm cương xuyên thủng. Mà Đại Tế Tự đã bị vị danh kiếm chém vào hố đất. Đế nữ tang đứng trên không trung quan sát, khẽ kinh ngạc nói, đã rất lâu rồi không thấy nhân loại lợi hại như vậy. Chương 1750, kiếm đạo nhanh nhất. Kiếm cương quét sạch một vùng, đám Quán Hung không đứng lên được nữa, Lục Châu mới thu hồi kiếm cương. Vị danh kiếm xoay tròn trước mặt hắn. Hư cấp. Đế nữ tang gật đầu nói, thì ra là có một kiện vũ khí hư cấp. Lục Châu thu hồi vị danh, ngẩng đầu nhìn nàng. Hư. Đế nữ tang ung dung nói, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, vạn vật có linh, quy về thái hư. Hư cấp là đẳng cấp cao nhất của vũ khí, vì sao ngươi lại có được? Lục Châu không trả lời câu hỏi của nàng mà nói, thái hư tự cho mình là tối cao nên mới đặt hư cấp là đẳng cấp cao nhất. Đế nữ tang gật đầu. Ừm, cho tới bây giờ, Lục Châu vẫn không có ấn tượng xấu với đế nữ tang. Ít nhất đến bây giờ nàng không hề che giấu chuyện gì, có gì nói nấy.
Đương nhiên nói không chừng nàng cũng có thể là một nữ nhân tâm cơ siêu cấp, lừa được cả hắn. Ngươi còn chưa nói cho ta biết vì sao ngươi lại có vũ khí hư cấp. Đế nữ Tang hỏi, vì sao lão phu không thể có? Lục Châu hỏi ngược lại, muốn nắm giữ vũ khí hư cấp ít nhất đều là thánh nhân, ngươi lại không phải thánh nhân. Mà không đúng, vừa rồi lực lượng của ngươi đã tiếp cận đến thánh nhân rồi. Đế nữ Tang mâu thuẫn nói, Lục Châu nghe vậy bèn hỏi nàng, ngươi cũng muốn có hư cấp sao? Hắn lo ngại nữ nhân này có ý nghĩ cướp đoạt. Đế nữ Tang lắc đầu, không hứng thú. Nói xong nàng lại bảo, hư cấp trong tay ngươi cũng không giết được hắn. Hả? Ngươi nhìn đi. Lục Châu nhìn về hướng tay nàng chỉ, quyền trượng quấn đầy hồng tuyến vẫn còn đó. Sinh mệnh của hắn cộng hưởng với thiên địa, cấu kết với đám người quán hung. Hắn không chết, những quán hung khác cũng không chết được. Đế nữ Tang bỗng cười nói, nhưng mà ta có thể giết hắn, ngươi có thể cầu xin ta. Vừa rồi còn nghĩ nàng vô hại, vòng vo nửa ngày, hóa ra là đào hố chờ lão phu nhảy. Lục Châu nói, ngươi có thể giết chết hắn. Đế nữ Tang khoanh tay trước ngực, bộ váy dài nở rộ như một đóa ngọc lan. Nàng tự tin nói, không có người nào mà ta không giết được. Ngươi cũng nói với đám người Thái Hư như vậy. Ta cũng có thể giết người Thái Hư, ngoại trừ những lão ngoan đồng kia. Đế nữ Tang nói, ngươi mau cầu xin ta đi, hắn sắp thoát ra rồi. Lục Châu nhíu mày, không ngờ sinh mệnh lực của Đại Tế Tự lại ương ngạnh như thế. Đối phương hẳn là có thực lực gần với Đại Chân Nhân. Đế nữ Tang nóng nảy thúc giục, vì sao ngươi không chịu cầu xin ta? Sao lão phu phải cầu ngươi? Ngươi không giết được hắn. Sao ngươi biết lão phu không giết được hắn? Lục Châu hỏi lại. Đế nữ Tang đánh giá hắn một phen rồi đáp, ngươi sẽ thất bại thôi. Chỉ giáo cho. Thực lực của ngươi mạnh hơn hắn, nhưng hắn lại chuẩn bị đầy đủ hơn. Nhìn đi. Đế nữ Tang chỉ tay về phía quyền trượng. Hồng tuyến quấn quanh quyền trượng càng lúc càng đậm màu. Mà trên thi thể đám người quán hung cũng xuất hiện tiên huyết. Đây chính là huyết vu phong ấn đại trận. Phàm là quán hung chết bên trong đại trận đều sẽ bị Đại Tế Tự điều khiển. Lục Châu cực kỳ chán ghét thứ vu thuật này. Oanh! Đại Tế Tự từ trong hố sâu bay ra, toàn thân đỏ rực một màu của máu. Hắn vừa nhấc tay, đám thi thể quán hung nằm tán loạn dưới đất đã lập tức sống lại, bò dậy đi tới, ánh mắt trống rỗng vô thần, tứ chi cứng ngắc. Đại Tế Tự bật cười ha hả, ta đã nói rồi, ngươi không giết được ta. Đừng đắc ý quá sớm. Lục Châu thôi động thời chi xa lậu và bóp nát một tấm thẻ nhược điểm. Thời gian đứng yên bất động, duy chỉ có đế nữ Tang là không bị ảnh hưởng. Điều này có nghĩa là nàng lĩnh ngộ được đạo lực lượng còn cao cấp hơn hoặc là càng tinh thông quy tắc thời gian hơn hắn. Thời chi xa lậu, đế nữ Tang đứng trên không trung nhìn xuống. Đồ của ma thần, đế nữ Tang lại càng thêm hiếu kỳ về Lục Châu. Nàng nhìn tới nhìn lui hòng tìm ra nhiều bí mật hơn từ trên người hắn. Đáng tiếc ta chưa từng gặp ma thần. Nàng tiếp tục xem trận chiến. Dù thiên băng địa liệt, dù đất trời sụp đổ nàng cũng sẽ không nhúng tay. Thời gian bất động kết thúc, Lục Châu xuất hiện trước mặt Đại Tế Tự. Nhờ thẻ nhược điểm, Lục Châu nhìn ra được điểm yếu của Đại Tế Tự. Nhưng điểm yếu đó đang liên tục chạy dọc khắp thân thể hắn với tốc độ cực nhanh khiến người ta sinh ra ảo giác toàn thân hắn đều là nhược điểm. Lục Châu dứt khoát xuất kiếm. Đây là kiếm đạo nhanh nhất mà Ngu Thượng Nhung từng thấy. Lúc mới học nghệ bái sư, Ngu Thượng Nhung tuổi nhỏ từng hỏi sư phụ một câu, sư phụ, trên đời này kiếm đạo nhanh nhất là gì? Sư phụ đáp, kiếm giết người. Đây là một đáp án cực kỳ qua loa lấy lệ. Trong một khoảng thời gian dài Ngu Thượng Nhung đều cho là thế. Mãi cho đến khi hắn trở thành kiếm ma mà người người chỉ nghe đến tên đã sợ mất mật, hắn mới hiểu được hàm nghĩa của kiếm đạo nhanh nhất. Trên đời này không có kiếm đạo nào nhanh nhất, chỉ cần nhanh hơn đối thủ là được. Thời điểm đó, hắn cũng giống như sư phụ, đứng ở chỗ cao quan sát thế nhân. Hắn rất khó có thể dùng ngôn ngữ để mô tả về chân lý của kiếm đạo cho người khác hiểu. Nếu có ai hỏi, Ngu Thượng Nhung cũng chỉ có thể trả lời qua loa hệt như sư phụ lúc trước. Mà lúc này, hắn đang ngừng thở, cố hết sức để nắm bắt được nhất cử nhất động của sư phụ. Đáng tiếc, Lục Châu xuất kiếm chỉ có 3 giây đã kết thúc, Ngu Thượng Nhung chẳng nhìn thấy gì cả. Những người khác lại càng không nắm bắt được tốc độ của Lục Châu. Mà trong mắt Đại Tế Tự có tu vi chân nhân, cái hắn nhìn thấy là kiếm chiêu như cuồng phong từ 4 phương 8 hướng đâm tới. Tựa như có ngàn vạn cánh tay đang cùng lúc huy động kiếm cương, đâm thủng thân thể hắn. Đại Tế Tự cúi đầu,
trợn mắt nhìn huyết động trên người mình. Mỗi một kiếm đều đâm đúng chỗ, vừa vặn, không sâu cũng không nông. Đại tế tự không ngừng thở dốc, sau đó lại cười ha hả. Hắn nhìn chằm chằm Lục Châu, lặp đi lặp lại một câu, ngươi giết không được ta, ngươi giết không được ta. Lục Châu nhìn thấy một màn quỷ dị. Tiên huyết trên người đại tế tự chảy ngược trở vào vết thương, da thịt từ từ khép lại như chưa từng bị đâm thủng. Hả? Lục Châu nghi hoặc khó hiểu. Các bạn vừa nghe xong tập 175 của bộ truyện Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùng Phản Diện của tác giả Mưu Sinh Nhâm Truyền Bồng tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.